Mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng nền nông nghiệp thủy sản của huyện Phước Long vẫn giữ vững tốc độ phát triển ổn định. Qua hơn 10 tháng của năm 2021, tổng sản lượng lương thực của huyện đạt trên 281.000 tấn, đạt trên 96% kế hoạch, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản đạt trên 41.000 tấn, đạt gần 84% kế hoạch, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2020. Từ nay đến cuối năm, huyện Phước Long tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị, phát triển bền vững, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và tổ hợp tác để làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, ngành chức năng huyện thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản, định hướng và hỗ trợ người dân chuyển đổi sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện theo hướng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.